một mạng sống, một tình thương. Hãy dẹp đi, đừng để tôi mang tiếng bạc đứng linh hồn nơi tất cả đi. Hàng Phong Du, vì cớ sao đôi ta ngâm sâu biệt ly, chàng ra đi buồn ai biết, trời tan thương mình em. Sợ ta? Vũ ơi, anh trở về đây bằng xác thân người cũ hay bằng hồn ma bóng quê? Không, anh về đây hình hài nguyên vẹn, vì ta vừa thoát khỏi ngục tù của giặc Mông. Vì sao vừa có tin anh đã mất tích? Phải, ta bị giặc bắt cầm tù. Chàng đế hèn đầu giặc để được sống còn. Không, ta bị giặc bắt cầm tù, nhưng sau đó có một ân nhân giải thoát. Thật à? Phải. Chiêu Lan. Vũ ơi. Chiêu Lan. Vũ ơi, vì sao? Sao chàng không đưa vị ân nhân ấy về đây để em bái tạ đền ơn cứu tử? Chiêu Lan có chứ. Ta có dẫn vị ân nhân ấy vào đây. Vậy à? Được rồi, chờ ta. Hãy mời vào đi chàng. Hiền đệ à? Dạ. Vào đi em. Dạ. Đại huynh. Đây. Hiền đệ. Dạ. Anh nói cho em biết, đây, đây là hiền phụ của anh. Phu nhân, phu nhân à, dạ. Đây, đây là vị ân nhân của anh. Em hãy ra mắt người đi em. Phu nhân. Dạ. Đây, hiền đệ, dùng với anh một chén rượu nha. Này. Dạ, đại huynh, xin đại huynh đừng nên bài vẽ. Giờ đây, đệ xin phép cứu từ. Coi kìa, An đệ, tại sao, sao em lại có ý định lạ lùng như vậy? Vì tiểu đệ thấy hạnh phúc của đại huynh, cho nên tiểu đệ liên tưởng đến người yêu mình, phản bội. À, thì ra đệ bị phủ tình nè. Nhưng mà nàng con gái ấy là ai vậy? Đại huynh ơi, người con gái ấy có nét đẹp trang đài nhưng diệu hiền chất pha, là một đóa hoa ngào ngạt còn đang ấp ủ hương trinh. Chị à, mà đệ đã yêu bằng tất cả chân tình, xem ma thường gian nguy để đi kiến tạo huyền uy. Hẹn ước là đi lá đổ sang mùa, để nhà mẹ quay về cho nhà bước kề bước qua. Có ngờ đâu nàng chẳng giữ lời nguyện, đã lẽ nói sang
phải về nơi đây. Hiền đệ, kẻ chẳng thủy chung đã xem chuyện duyên tình như là một món hàng giữa chợ đời bán rau. Hiền đệ ơi em hãy cố quên đi và hãy xem như nước chảy qua cầu, đừng lưu luyến làm gì khi người ta bội phản. Nhưng biết đâu vì nghịch cảnh nàng mới rẽ lối sang ngang, chứ lòng cũng nát tan trước mối tình ly tan. Kìa Chiêu Lan à, chuyện của An Đình mà sao Chiêu Lan lại buồn quá vậy? Thôi An đệ, bỏ chuyện này đi. Em đừng buồn nữa. Dạ. Rồi đây, huynh sẽ làm mai cho đệ một cô gái đẹp nhất đế kinh này. Chịu dạ. Chưa? Thôi, ta phải có chuyện đi kiểm tra phổ lương trong chốc lát, rồi anh sẽ quay lại đây cùng em chén thù chén tạc nha. Chiêu Lan, dạ. Hãy thay mặt anh tiếp An Đình cho chu đáo em nha. Xin vâng. Đại huynh! Đại huynh! Đại huynh! Đại huynh! An Đình! Phải! An Đình ơi! Em thật không ngờ! Bà đâu ngờ rằng cô vẫn còn sống! Cũng như bà không nghĩ rằng khi người chết trở về để nhìn thấy bà là kẻ phản bội đê hèn! Hãy nguyện rủa em đi! Em chẳng dám khóc, nhưng xin anh hiểu cho rằng em không lỗi hẹn. Bà ơi! Sao bà nói mà bà không biết thẹn? Sự thật đã quá rõ ràng rồi, bà còn giả ngơ giả điếc hay sao? Cũng tại bà ham chức tước quyền quý, để nửa kiếp người tôi phải đi giữa giáo gươm để tìm danh vọng. Có lẽ tại hai ta không duyên không phận. Đừng dính vào chuyện số trời để che đậy sự lang tâm của bà. Bà ơi, bây giờ tôi mới biết rằng tôi đã lầm. Tôi đã lầm đã trao trọn cho một người không xứng đáng. Hãy trút hết những lời nặng nề lên đầu người bối bạc. Nhưng anh nào có biết đâu em đã sổ tay. Thôi An Đình.
trời trôi bằng làng. Dưới rặng hiệu điều hiệu tỏa sang ánh sao trời. Hương tình nồng nàng nguyện thề ta làm tinh lên dương khổ đau ôi trời ca lá lại dòng sâu cần phải tin em thề không xấu xa tà tâm nghe đàn tiếng kêu thương hồng nhạc trái ngân ngân ôi ta trang cầu mi ân xưa còn mong chi từ nãy luôn căm ghét mi đi liền mau hết dù đi muốn vỡ từ ly chỉ mong ngày sau
lại. Sao chưa chịu ra đi với hắn cho vẹn tình, vẹn nghĩa? Phu quân ơi, xin chàng đừng buộc tội em như vậy. Nàng tiếc, một hiền phụ đã thất tiết với chồng, phải xử sự ra sao? Phải xử sự thế nào? Nàng đừng lấy giải thưa mà che mắt thánh. Có can đảm làm những chuyện tồi bại thì tự xử lấy thân. Phu quân ơi, phu quân ơi xin chàng hãy hiểu cho em. Giang ra quân, đem cho ta bao cuộc đập được giải lũa đao. Cầm đi, và hãy chọn thứ nào, chọn thứ nào chết cho im ái tâm thân. Hãy cầm đi, ta không chờ được nữa. Phu quân ơi, xin hãy hiểu là thiếp không dâm phụ. Thì cứ chết đi để cho rạng danh là liệt nữ. Chết là tự nhận mình mang tuổi lăng loàn chắc nết. Hãy tự xử, đừng đợi ta bắt ép. Tình nghĩa vợ chồng chấm dứt kể từ đây. Cầm đi. Phu quân ơi, em sẽ uống, nhưng không phải uống để nhận tội lăn loạn, mà uống để chứng tỏ rằng em trinh bạch. Trinh bạch? Trinh bạch? Nhưng trước khi cạn bầu độc dược, xin chàng hãy cho em được tỏ bài câu chuyện cay ngang. Được rồi, nàng hãy nói ra đi, nói ra hết sự việc tồi tàn, để không bao nàng bảo ta là người ích kỷ. Phu quân ơi, chuyện ngày trước phu quân nào đâu hiểu được, khi em phải lìa bỏ gia. Ra nàng về với ta chỉ là một xác qua, cửa tim yêu từ lâu đã mở rộng đón bước ông già. Thảo nào từ ngày bệ hạ tác hôn, ta với nàng chưa một đêm ân ái, chỉ vì quả kia đã nhạt phấn phai hương rồi.
nấc bầu uống dứt lìa trần.